Là người tốt, cậu đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều rồi. Con lại phải nghĩ lại quyết định của mình đi nghe con gái. Con nhắc lại lần cuối, nếu mà ba quyết định bắt con lấy người này á, thì con thà chết còn hơn. Ba đừng ép con nữa nha ba.
anh sai. Trái.